nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới phát sinh cần phải gắn với việc xử lý người đứng đầu của cấp ủy chính quyền cơ sở. Huyện Khoái Châu đã và đang tích cực triển khai các biện pháp này để siết chặt hơn nữa việc quản lý đất đai ngay từ cấp thôn và xã. Trong các tháng đầu năm nay, huyện Khoái Châu đã điều chuyển hai chủ tịch ủy ban nhân dân xã sang làm công tác khác, kỷ luật cảnh cáo chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến vì liên quan đến việc buông lỏng quản lý đất đai ngay tại cơ sở. Trong năm 2019 và năm 2020, trên địa bàn xã Hồng Tiến để xảy ra 6 trường hợp vi phạm mới, việc huyện Khoái Châu ra quyết định kỷ luật lãnh đạo xã, đồng thời đôn đốc để giải tỏa các vi phạm cũ và vi phạm mới phát sinh ở xã Hồng Tiến đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Trước đây thì nó cũng có cái mùi của nó, bây giờ thì phá rồi thì thôi, làm gì có. Mong chính quyền địa phương ở đây giữ hiện trường, không để tái phạm nữa, để cho không ô nhiễm nữa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Tập cũng bị tuyên chuyển công tác, trong đó có nguyên nhân liên quan đến việc chưa làm tốt công tác quản lý đất đai tại cơ sở. Đó là để 3 hộ dân vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp tại thôn Lãnh Điển trong năm 2019 và năm 2020 đã được lãnh đạo thôn lập biên bản và báo lên xã, nhưng xã chậm trễ trong xử lý để các hộ dân xây nhà kiên cố. Chức năng đối với cơ sở thôn thì cũng chưa đủ thẩm quyền để thực hiện giải quyết đối với các cái hộ giải tỏa. Vì là cái quyền hạn đối với cơ sở thôn là chỉ nắm bắt các cái hộ dân trong địa bàn thôn chuyển trên cấp trên, các cấp xã, các lực lượng là cũng vào gọi lập biên bản rồi các thứ rất nhiều lần. Trong chương trình kế hoạch năm 2021, các ngành chức năng như Thanh tra huyện, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Khoái Châu đang tập trung vào các chuyên đề về quản lý đất đai, trong đó sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra các vi phạm mới phát sinh. Chúng tôi xác định là phải thẩm tra xác minh thật rõ và chỉ được ra những cái khuyết điểm hạn chế của những cái tập thể cá nhân để các cơ sở kịp thời khắc phục và không để những tái phạm cũng như là ngăn ngừa những cái trường hợp vi phạm mới. Vi phạm mà đến mức phải xem xét xử lý thì chúng tôi sẽ tham mưu hoặc là Ủy ban Kiểm tra sẽ xem xét xử lý trách nhiệm. Huyện Khoái Châu cũng đang tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để giải tỏa các vi phạm mới phát sinh trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi. Trong đó, năm 2021, phấn đấu sẽ giải tỏa được từ 30 đến 40% các vi phạm sau khi thực hiện kế hoạch số 93A và chỉ thị số 02 tháng 3 năm 2016.